Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn là phần phiên âm học tiếng Trung. Trong cái phiên âm của tiếng Trung thì gồm có hai phần vận mẫu, tức là nguyên âm. Trong cái tiếng Trung gồm có 35 nguyên âm gọi là vận mẫu. Phần thứ hai đó là phần thanh mẫu, có nghĩa là phụ âm theo tiếng Việt. Trong tiếng Trung có 21 phụ âm còn gọi là thanh mẫu, gồm 18 phụ âm đơn và 3 phụ âm kép. Còn hai phụ âm không chính thức đó là chữ Y dài, mình đọc là Y, và chữ W, tiếng Anh là W, chính là nguyên âm Y và U khi nó dừng đầu câu. Để vào phần bài hôm nay thì cái phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó là hệ thống thanh điệu dấu, tức là dấu đấy. Trong tiếng Trung thì gồm có 4 thanh điệu, tức là 4 dấu ghi chú. Phiên âm còn gọi là bính âm Hán ngữ hoặc là pinyin, nghĩa là phiên âm. Tìm hiểu hệ thống chữ viết tiếng Trung thì phiên âm còn gọi là bính âm Hán ngữ hoặc pinyin. Nếu bạn là người mới học tiếng Trung thì chắc chắn là các bạn sẽ ngại hoặc sợ viết tiếng Hán, chữ Hán. Đừng lo, với những quy tắc thì chúng ta cũng có thể dễ dàng học nó như ăn kẹo thôi. Nào, bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phiên âm nhé. Thì trước hết chúng ta có nhóm phụ âm thế nào như sau, đó là nhóm âm hai môi và răng môi. Khi mà chúng ta phát âm ra thì hai cái răng chúng ta khép lại và chúng ta đọc, ví dụ chữ pua pua, chúng ta ngậm môi vào và chúng ta bật ra pua pua. Chữ này gần như là chữ B này đọc gần như chữ pua. Còn chữ P thì phát âm gần như cũng như chữ pua nhưng bật hơi một chút. Ví dụ chúng ta đọc như sau: pua pua. Nó bật mạnh hơi ra ngoài, khác ở chỗ là bật mạnh hơi ra ngoài. Tiếp tục chữ F, chúng ta phát âm gần như chữ phua của tiếng Việt. Chúng ta đưa một luồng hơi đi qua răng, chúng ta phát âm phua phua phua. Tiếp theo chữ M phát âm gần giống như chữ mua của tiếng Việt. Để chúng ta đọc lại này: mua mua. Bây giờ mời các bạn đọc lại theo tôi: pua 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 mua mua. Tiếp tục chúng ta sang nhóm âm đầu lưỡi. Nhóm âm đầu lưỡi gồm có chữ chữ D này, chúng ta đọc giống như chữ tưa của tiếng Việt nhé: tưa tưa. Chữ T thì chúng ta đọc như chữ thớ thưa của tiếng Việt: thưa thưa. Chữ N thì chúng ta phát âm là chữ nưa của tiếng Việt: nưa nưa. Chữ L chúng ta phát âm thành chữ N, chữ nưa của tiếng Việt này: nưa nưa. Chúng ta đọc lại từ đầu nhé: tưa tưa thưa
thưa, nưa, 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 nưa. Tiếp tục, chúng ta sang nhóm âm đầu lưỡi trước. Đầu lưỡi trước có nghĩa là chúng ta đặt cái lưỡi, đầu lưỡi của chúng ta trước hai, đằng sau cái hai cái răng trên và dưới. Chúng ta đọc, chúng ta phát âm chữ chư này, đọc giống như chữ chư tiếng Việt, chữ Z này nha, đọc như chữ chư của tiếng Việt. Chúng ta đọc này, chư, chư, chư. Âm nó hơi tắc sát và không bật hơi. Tiếp tục, chữ C này chúng ta phát âm giống như chữ Z, chư, nhưng khác ở chỗ chúng ta bật hơi. Giống y như chữ chư bên trên nhưng chúng ta bật một luồng hơi đi ra. Chư, chư, chư. Tiếp tục, chúng ta có chữ SC phát âm gần giống như chữ sư sờ nhẹ của tiếng Việt, nhưng âm phát ra sát và hơi tắc một chút. Chúng ta đọc là sư, sư, sư. Tiếp tục, chúng ta có chữ R phát âm gần giống như chữ dư của tiếng Việt nhưng không rung lưỡi. Chúng ta đọc này, dư, dư. Bây giờ chúng ta đọc lại toàn bộ bảng này, dư, dư, chư, chư, sư, sư, dư, dư. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa nhé, dư, dư, chư, chư, sư, sư, dư, dư. Tiếp tục, chúng ta có nhóm âm đầu lưỡi sau. Âm đầu lưỡi sau thì gồm có ba phụ âm trên. Khi phát âm đầu lưỡi cuốn lên phía dưới hàm trên, ví dụ chữ này chúng ta đọc là chữ trư, giống như chữ trừ trư của tiếng Việt. Trư, trư, hơi cong lưỡi một chút. Trư. Tiếp theo chữ chờ này chúng ta đọc là giống như chữ chư nhưng nó hơi bật hơi lên một chút này, chư, chư, chư. Tiếp tục, chúng ta có chữ SCH phát âm gần như giống như chữ sư của tiếng Việt, sư, sư, sư. Mời các bạn chúng ta đọc lại một lần nữa nào, chư, 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 chư. Tiếp tục, chúng ta sang nhóm âm mặt lưỡi. Nhóm âm mặt lưỡi cũng gồm có ba chữ. Khi phát âm thì phần trước mặt lưỡi đưa lên phía trước ngạc cứng, tức là chúng ta cong lưỡi lên, đặt cái lưỡi lên trên cái ngạc ở hàm trên của chúng ta, trên đỉnh cái hàm nhá. Chúng ta đọc này, phát âm tương tự như chữ chi của tiếng Việt, chữ này đọc là chữ chi, chi, chi. Chữ này, chữ quy này phát âm tương tự như chữ chi nhưng bật mạnh hơi ra ngoài. Chi, chi, chi. Chữ này giống như chữ xì, cái xì nhẹ của chúng ta trong tiếng Việt. Chúng ta bắt đầu đọc xì, xì. Các bạn thân mến, chúng ta nên đọc lại một lần nữa để chúng ta phân biệt và dễ thuộc, dễ nhớ.
Chỉ có cách đọc đi đọc lại thì chúng ta mới phản xạ tự nhiên khi sau này chúng ta đi vào cái phần ghép âm thì chúng ta sẽ nói nó dễ hơn và nó nhuần nhuyễn hơn. Chúng ta đọc lại lần nữa nhé. Chi 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 chi. Tiếp tục, chúng ta sang phần nhóm âm cuống lưỡi. Khi phát âm, cuống lưỡi đưa lên phía hàm ếch mềm thì chúng ta đưa cái cuống lưỡi, đưa cái lưỡi vào cuống lưỡi nhá, gần cuống lưỡi. Chúng ta phát âm chữ cưa, chữ này chữ G này đúng không? Chúng ta phát âm thành chữ cưa, cờ cưa trong tiếng Việt. Chữ K này thì chúng ta đọc như chữ khưa nhưng hơi bật hơi. Chữ hưa này cũng, chữ hờ đọc như chữ hưa, hưa nhưng mà hơi nổ trong cổ họng. Chúng ta bắt đầu đọc này. Cưa, cưa, khưa, khưa, hưa, hưa. Các bạn thân mến, chúng ta đọc lại một lần nữa. Cưa, cưa, khưa, khưa, hưa, hưa. Chúng ta sang cái phần hệ thống nguyên âm. Trong cái nguyên âm của tiếng Trung thì gồm có 6 nguyên âm đơn, bao gồm những chữ A này, chữ O này, chữ Ư này, chữ Y này, chữ U này, chữ Ư. Chúng ta nhìn vào đây, chữ A thì phát âm như chữ A trong tiếng Việt, chữ O thì phát âm như chữ O của tiếng Việt, chữ E phát âm như chữ Ư của tiếng Việt, chữ Y thì cũng phát âm như chữ Y của tiếng Việt. Hoặc là như chữ Ư của tiếng Việt. Chữ này khi mà đi với phụ âm, một số các phụ âm thì chúng ta lại đọc là thành chữ chữ Ư nhá. Các bạn nên nhớ, sau này đi vào bài tôi sẽ giới thiệu sau. Chữ U chúng ta phát âm như chữ U trong tiếng Việt. Chữ U có hai dấu chấm bên trên thì chúng ta phát âm giống như chữ U nhưng chúng ta hơi tròn môi và đọc là U U. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc 6 nguyên âm đơn. Chữ thứ nhất chúng ta đọc là A A O O Ưa Ưa Y Y U U Ư Ư. Chúng ta đọc lại một lần nữa nào. A A O O Ưa Ưa Y Y U U Ư Ư. Sang cái phần mà nguyên âm kép thì trong cái nguyên âm kép này nó có 13 nguyên âm kép, là nguyên âm được ghép lại từ 2 hoặc 3 nguyên âm đơn. Thì vần I thì chúng ta có chữ sau I và A, đọc là I như trong tiếng Việt. Chữ A đọc gần như chữ AA của mình nhé. Các bạn như chữ A này. Chữ ao thì đọc như chữ ao trong tiếng Việt, chữ A O. Chữ O U thì chúng ta đọc là chữ O như của tiếng Việt. Chữ IA thì chúng ta đọc hơi dài một chút, chúng ta đọc là IA IA. Chữ IE thì chúng ta đọc
gần như chữ IE của tiếng Việt. Chữ U A thì chúng ta đọc gần như chữ O qua O qua. Chữ U O thì chúng ta đọc gần như chữ qua qua. Uo đọc là chữ uo, chữ này chúng ta đọc là gần như chữ uo tiếng Việt. Chữ y, chữ a và chữ o chúng ta đọc đọc như chữ yao yao, yao nha, yao yao, đọc hơi dài ra một chút yao. Chữ y o u chúng ta đọc gần như chữ y o trong tiếng Việt, hơi dài một chút, ví dụ yêu yêu yêu. Chữ u a i chúng ta đọc gần như chữ y đó, y y o u i đọc là y. Chữ u e i chúng ta đọc gần như chữ u a, đọc hơi dài ra một chút uây. Chữ u có dấu hai chấm bên trên với chữ e thì chúng ta đọc là u e, hơi dài lắm uê. Bây giờ chúng ta sẽ đọc theo tôi theo từng cái nguyên âm này, mời các bạn đọc theo tôi nhé. Ya ya dây dây giao ao ao âu âu ya ya dê dê qua qua vô vô giao giao yêu yêu why why quay quay quê quê. Chúng ta đọc lại một lần nữa nào. Dài dài dây dây ao ao âu âu ya ya dê dê qua qua vô vô giao giao vô vô quay 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 quê quê. Và chúng ta sang tiếp phần tiếp theo thì cái phần này nó có 16 nguyên âm mũi. Nguyên âm mũi, một số nguyên âm đơn và nguyên âm kép có thể ghép với phụ phụ âm. Thì nó sẽ ra nguyên âm mũi. Với chữ N với chữ ng thì tạo nguyên âm mũi này. Chúng ta sẽ xem. Chữ an này thì đọc là chữ an này. Vẫn đọc như tiếng Việt. Chữ ang thì đọc như chữ ang của tiếng Việt. Chữ en thì đọc như chữ ân của tiếng Việt. Chữ e và chữ ng thì đọc gần như chữ ân của tiếng Việt. Chữ in thì đọc như chữ tiếng Việt là chữ in. Chữ y an thì chúng ta đọc là yan yan yan. Chữ y an thì chúng ta đọc là yang yang. Chữ y ong thì chúng ta đọc là yung yung. Chữ in thì chúng ta đọc là như chữ in y nhớ in của mình. Cái phần chữ ong này thì chúng ta đọc như chữ ung
un tiếng Việt, chữ oan, u an này thì chúng ta đọc giống như chữ oan của tiếng Việt, chữ u an thì chúng ta cũng đọc gần như chữ oan của tiếng Việt, chữ u e này thì chúng ta đọc gần như chữ uân, đọc là u ân của tiếng Việt, chữ u ân u u en thì đọc gần như chữ uông của tiếng Việt. Chữ u có hai dấu chấm bên trên và chữ n chúng ta đọc là như chữ uyên, hơi tròn môi một chút và kéo dài như tiếng Việt uyên uyên. Và chữ u có đã có hai chấm bên trên cùng với chữ vần an thì chúng ta đọc là uyên uyên uy an uyên, đọc hơi nhanh uyên. Bây giờ chúng ta đã sẽ đọc lại từ đầu an 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 ân 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 in in yan yan yang yang dùng dùng yên yên ung ung quan quan quang quang quân 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 win win ran ran ran. Chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. An an ân ân in yan yang yung yên ung quan quang quân quân nguyên nguyên ren ren. Một cái nguyên âm cuống lưỡi là nguyên chữ e và r thì chúng ta hơi cong lưỡi chữ này thì nó biểu thị bằng chữ cứng là như thế này, một nét phẩy và một nét sổ móc. Thế thì sau những cái chữ nó có cái chữ này thì chúng ta hơi cong lưỡi được một chút, và sau này khi mà chúng ta học chữ cứng thì nó sẽ khó. Và đây là cái kiểu phát âm phổ biến của người miền Bắc Trung Quốc, đặc biệt là ở Bắc Kinh, thì là mạng Bắc Kinh trở lên phía phía Bắc. Trên đây là 36 nguyên âm do cho người mới bắt đầu, bao gồm với đầy đủ các nguyên âm đơn, kép và nguyên âm mũi. Bài viết rất cần thiết cho những người học tiếng Trung cơ bản. Vậy là chúng ta đã biết thế nào là nguyên âm và phụ âm tiếng Trung. Phần thanh điệu thì trong thanh điệu của tiếng Trung nó gồm có bốn thanh điệu cách đọc trong tiếng Trung. Như thanh điệu là cách đọc này. Thì cái thanh điệu nó thể hiện ra cái nghĩa và các cái từ ngữ và tính biểu đạt của nó. Ví dụ thanh một thì nó đi từ trái sang phải, giống như chữ chữ huyền của mình này, nhưng mà nó lại nằm ngang, đọc là pa pa. Chúng ta đọc đều bình thường giống thanh không của tiếng Việt là thanh cao, là rất đều. Thanh thứ hai đọc đi từ dưới lên trên, pá pá, đọc như dấu sắp tiếng Việt là thanh cao, từ thấp lên cao, từ bên dưới bên trái đi lên sang bên trên bên phải.
thanh ba, chúng ta học đọc như sau: pa pa, đọc như dấu hỏi của tiếng Việt là thanh thấp xuống thấp rồi lại lên cao. Thanh 4 thì đọc pa pa, đọc từ cao xuống thấp, tức là nó đi từ bên cao ở bên trên trái xuống thấp sang bên phải. Cách đọc thanh 4 bằng cách dùng tay chém từ trên xuống và đọc giật giọng pa pa. Và chúng ta đọc lại pa 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 pa. Các bạn thân mến, cái chương trình học phát âm của chúng ta bài hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Mong các bạn ủng hộ cho kênh. Chúng ta hãy đăng ký ở bên dưới để được xem các cái video học tiếng Trung tiếp theo của tôi. Và cũng mong rằng các bạn sẽ học tốt và nói tốt tiếng Trung để chúng ta có thể đi làm việc, đi giao lưu du lịch. Xin chào thân ái.